khi bạn cần giải trí, bạn không biết phải đi tìm đâu. Bấm vào vẫn vui vẻ, mình có những niềm vui thật lâu. Xem xong nhanh tay xem và like liền, video xem xong quên mọi ưu phiền. Chốn bữa nhây mà vui, hãy cho mình một lượt subscribe, yeah yeah. Mày. Không phải đâu, tại tao cố tình hát dở để cho mày không nghe được cái tiếng đó. Tao rất lịch sự. Dạ, dạ, nãy giờ mày vô đó mày đi ấy hả? Không, đi đó cũng nghe xì xè. Xì xè hả? Không phải là tao lịch sự. Rồi mày còn kêu mày mướn cái gì nữa, mày mướn thêm gì nữa, làm gì đó? Tính mua studio live stream. Tại vì live stream hát á, xong rồi bán hàng đồ đó. Ủa, đang không được á bạn? Ở nhà bạn, bạn làm? Ở đây ôm. Wow, lại cái giọng ta nè. Ai sao đến cho con đó, nó hơi ồn. Tết xôi lên. Đây mà tầng 35 mà ai ồn đâu ra. Thấy ai người đó ngồi không? Trời lộ, cái chú tao mới cần phải thuê. Rồi bây giờ giải lo thuê đúng không? Vậy bây giờ là bây giờ mày đã nghiên cứu căn nào chưa? À bây giờ tao có này nó chuyên nghe, nó làm bất động sản nè. Thấy không? Nó kiểu như nó giới thiệu bên đó, bên nhà nhà đó luôn á. Công nhận mày cũng có nhiều mối quan hệ đúng không? Ba cái đó thì mình bỏ tiền ra thì mình được cái thứ mình muốn thôi. Có nghĩa là ý là bây giờ là ta kêu nó qua đây để cái gì nó tư vấn cho mày, để nói cho mày cho dễ. Hả? Ok, đây chứ đừng bắt tao đi vòng vòng. Để tao lấy điện thoại tao gọi nó cái. Nói là bây giờ là mày muốn, mày cứ nói theo cái ý của mày. Mày có cần gấp không? Cũng cần á, tại đang không có tiền xài. Đang phải làm việc để có tiền đi nè. Ok, để tao nói nó qua luôn để tư vấn cho mày nha. Một ngày nào tình cờ em nhớ đến anh. Anh em đang xem clip mà có muốn mua đồng hồ thì ủng hộ cho Vĩnh nha anh em ơi. Anh em kết bạn với Vĩnh theo cái Zalo này nha. Ở Zalo Vĩnh đăng tất cả các mẫu mà bên Vĩnh đang bán nha. Có rất là nhiều mẫu nha anh em ơi. Cảm ơn anh em. Vui em ơi, vui em ơi. Đây, Nguyên ơi, Nguyên. Để đây ngồi đây. Đấy thì nên lúc nãy ra đấy thôi. Đồ làm gì bắt tay hoành tráng như ký hợp đồng rồi. Gớm em nha. Thế hồi nãy anh nói em rồi đó. Thì cái hồi nãy tao mới nói đi hồi nãy giờ thang máy nói hết rồi. Thì ý là chỉ kiếm cái căn nào đó nó rẻ rẻ thôi. Đúng không? Thì bên em thì đủ hết đúng không? Anh giới thiệu thì bên em thì giá cả là hợp lý, nó có thể rồi. Đúng không? Ok em là bạn anh nó có nhiều, nói chung là đầy đủ hết. Tất cả kích cỡ rồi này kia là đầy đủ. Nói chung là nhiều giá lắm. Với lại nhiều giá hả? Tiện nghi rồi này kia đầy đủ. Ừ. Nhưng là bên đó là bên em là dịch vụ rồi này kia là đầy đủ hết, cứ yên tâm một giá. Bạn anh là nó thích cái kiểu cái màu mà nó nhiều màu một chút xíu rồi bạn anh thấy là chưa? Em bên em có cái mấy kiểu đó không? Okay. Có đầy đủ hết, khó mát bao, khó mát luôn. Nhiều giá đủ tất cả các giá là yên tâm về để mình lựa. Còn này là nó về cái vấn đề đó nó chùm mà. Chuyên cho nên là yên tâm cái này. Có gì? Hình như nhà là mày là hình như bên đó bữa em nói là có cái gì có người là ở với lại có người giúp việc luôn. Hả? À. Có người giúp việc. Có chó canh luôn cho mày khỏi sợ ma luôn. Không luôn, báo bên bao luôn trong gói rồi. Sẵn trong cái gói chị. Ừ. Hay vậy? À. Cái đó bình thường là phải tốn mà. Bởi vậy tao mới giới thiệu cho mày, ít người ở đâu mà ba cái dịch vụ đó nó không có. Người ta làm vậy để cho người ta thu hút cái chuyện để mà làm cho như nó marketing mà, đúng rồi, cho nó dễ hơn. Thôi mày nói làm gì cho nó mệt, mày đi mày coi mẹ trực tiếp đi, mày ưng thì mày lụm không thôi chứ. Tao cũng phải lấy chiến sĩ. Đây là người quen của tao, yên tâm. Nó công chị bên phía em vẫn thì yên tâm. Mày xuống, em nói nè, em đi xe máy hay xe hơi qua. Dạ em chở chị qua luôn, gần ngay sát bên đây nè. Đi cao khoáng. Ngay Nguyễn Hữu Cảnh lên chứ đâu mà quá đơn giản luôn. Dễ là tiền quá rồi, đi mà coi thử mày chiến đấu luôn cho nhanh, cho thấy mày ở nhà hoài mệt quá. Nhà hét hoài mệt. Tao quá mệt rồi, đi qua mày coi, có gì hùng em mình chở đi coi cho bạn anh coi. Ôi, trên này, chị vô đi. Trên đây. À, trong này, đi vô. Thấy cái view cũng không được lắm. Sao không được, trên này mà. Ở đây. Đâu, đường với sao đây, đây, nhà đây. Hả? Nhà gì? Thì nhà này. What the fuck?
Ngồi sáng giờ em chở chị đi coi nhà này với nhà gì. Gì vậy đấy? Ý là tôi... Gì vậy? Hồi sáng giờ đây nè. Hồi sáng giờ là bên anh Vĩnh giới thiệu là kêu là chị cần nhà cỡ tầm 70-80 gì đó thì em dẫn chị đi giới thiệu đấy. Tôi nói, ý tôi nói là cái nhà kia kìa. Nhà kia là nhà nào? Cái nhà thuê đi ở nhà này, này. Nhà này cũng đều ở mà. Ai ở em? Thì người ở. Thì tay đây có phải là cái nhà không? Trời ơi, má ơi. Thì hồi sáng giờ bên anh Bình đã giới thiệu cho em là kêu chở chị đi xem nhà này. Mê bây giờ... dính điên bệnh má. Giờ chị nói là chết em rồi. Nhà này sao chị mua, chị nói là chị ở nhà kia, nhà này sao chị chui vô chị ở em. Em đâu có biết, thì bây giờ anh Bình thì đây. Bình thường là chị xin có nhà bao nhiêu tiền? Thì cầm thuê tầm mấy chục. Thì mấy chục, cái này là 180. Em lấy, nếu mà chị thì em lấy chị 160, chưa? Bên anh Vĩnh là giới thiệu. Không phải là chị không mua được. Chị còn mua cái nhà kia. Em làm gì chị bất ngờ dữ luôn em. Thì anh Vĩnh, bên anh Vĩnh giới thiệu cho em là bảo sang chở chị đi coi nhà. Thì em chở chị đi coi đây. Giờ chị nói vậy sao mà được. Chị làm vậy chết em rồi. Mà đúng không? Mà đúng là bên anh chị có nhờ anh Vĩnh là kêu người qua chở chị không đi xem nhà. Cái lỗi sai của không, không, em không có biết cái lỗi sai hay không, nhưng mà em sáng em chở chị đi. Chưa? Chị khách hàng đầu tiên em mở hàng luôn á, mà chị làm vậy là chết em rồi. Không, chị không có mua được. Ý là em giống như một người chuyên nghiệp, nên chị đâu nghĩ là em... Thì em chuyên nghiệp mà, thì bình thường mọi ngày em bận dặn khách hàng đi xem nhà. Tới đây khách hàng tới là khách... Chị thấy không? Nhà... Khách hàng tới đi mua luôn, cái này luôn, khách hàng hiểu luôn, khách hàng mua luôn. Thì nhưng khách mà... hàng có nhu cầu đi mua nhà này thì em tới thì khách hàng phải mua. Chứ mình giờ chị tới chị là bảo không mua. Là sao? Chị nói ý chị sáng giờ chị nói chuyện em. Em không biết cho bác em không. Bà ơi, thôi tôi về nha. Không, không, bây giờ chị làm vậy sao mà được. Em phải qua em chở chị đi nè. Nắng nôi mồ hôi mồ kê chị không thấy bây chị giờ có chị... mồ hôi mồ kê mà chị đâu nghĩ là nhà này đâu em. Em không biết bây giờ chị làm theo được thì làm chứ anh Vĩnh ảnh ảnh nãy giờ chị tưởng thiệt không á, chị tưởng thiệt là thì nãy giờ em cũng chở chị đi là đi xem nhà thiệt mà bây giờ chị bảo là không thiệt, không thiệt sao. Thôi đi chị bắt xe về chứ nhà chị đâu muốn. Bây giờ chị làm sao làm gì? Em không có biết chị giải quyết em hoặc là như sao thế nào. Chị làm ăn gì được, nhà này về để nhà. Về để chân gì trời. Không, nhà này làm ăn được nhà hết á, nhà này phong đâu. Thủy hơi bị phong thủy. Nhà này chị không có ở được. Thì chị mua về là chị thuê về làm gì bây giờ em bán hẳn cho chị luôn. Chị về chứ em không làm gì chị đúng không? Không, không, không được đâu chị ơi. Hồi sáng em chở chị đi mà sao mà được. Chị coi sao cho em đi. Vâng. Sao bây giờ sao được? Em thả chị về đi chứ nhà này như... Không, chị phải mua cho bây giờ em chị em chị với khách hàng đầu kia của em mình bây giờ chị nói vậy sao mà được. Sốc tinh thần mày. Ok, giờ về cũng được. Mua thì bây giờ cái em thấy cái nhà này hợp với chị đó. Em nói thật, nhà này đâu có để tao ở đâu mà hợp với tao. Lúc anh Vĩnh anh nhắn tin á, anh gọi cho em á là anh đã là giới thiệu chị dắt đi khắp xem nhà này kia, là em nhìn cái hai cái nhà này là em thấy hợp với chị rồi. Em nói thật, cái nhà này cũng kiểu Thái Lan rồi. Thì coi sao được cho em chứ. Bây giờ baby gì tôi chơi hay gì bà. Bên em là có bán luôn cả xe đồ luôn đấy. Thì có nhu cầu không? Không, không được em. Ý là này thôi rồi. Bán nhiêu giờ? Bây giờ chị lấy căn nào? Căn đây thì 180, căn đây 150. Nếu mà chị ok, nếu mà chị được thì còn em bớt chị. Còn đúng 150. Mà 3 tờ 50. Rồi ok, 150 thì để chị căn này. Chị lấy căn này đi. Chứ bây giờ em mở hàng khách hàng cho chị đầu tiên mà chị làm để chị tới thì bảo không mua là em làm sao? Thôi vậy nha. Chị làm vậy em không biết chị à... Bây giờ tao mua tao đem về cho ai? Em không biết cái đó là chuyện của chị. Chứ bây giờ hồi sáng em chở chị đi để coi nhà. Bây giờ tới coi nhà kia. Không nhưng ai mà không ai mà kiểu mà không ai. Không ai kiểu mua nhà mà đúng dẫn tới y chang như đi coi nhà thiệt với bà. Nhà này là nhà thiệt mà. Rồi thôi, lỡ mua rồi thôi, biết sao giận. Thôi chị... Bây giờ có chở về luôn không? Tôi bắt ráp về bà. Chắc là chị bắt ráp bây giờ em dắt khách hàng khác nữa. Dạ.
hả? Chị bây giờ em muốn đi khách hàng khác nữa mà. Thì bác ra ráp đây nha. Sao kêu ít ít nhỏ nhỏ mà giúp cái nhà bự cha bé vậy? Cái gì dính tới mày nó cũng vậy á. Nó mày coi là tao thuê cái nhà studio. Mày hiểu ý tao mà bây giờ mày giới thiệu cho tao cái thằng bán nhà vậy má. Tao không muốn mua, tính đánh tao luôn. Ủa là sao? Ủa là sao hả? Thì tao nói tao thuê nhà studio để livestream đồ thứ. Thì này sao live? Ý là sao? Ý là tao nói là thuê rồi để đồ vô rồi. Mẹ tao không có nghe như thế mà nó đứng chặn đường tao. Mặt nó như muốn đánh tao luôn á. Tao phải mua má hết trăm rưỡi á bà. Ủa là cái thằng đó nó ủa cái này là chẳng phải mày mua về cúng hả? Mày không hả? Đúng cái gì? Tao mua, tao thuê. Không biết chim. Biết ý là nhưng mà ủa là thằng đó nó cho mày nó bán cho mày cái này. Nó có nguyên một đầy nhà luôn. Cái phòng, cái nhà của nó đầy nhà dành mã là đầy luôn. Kêu tao lừa đi chị, lừa đi. Bây giờ sáng dẫn chở chị mệt. Ủa vậy là quần nó ủa nó vậy là nó bán cái nhà mã mà đâu phải nó bán cái kia hả? Ủa bản thân mày người quen mày luôn á. Ý là tao quen biết, mày tao cũng biết trên mạng mà thôi. Là cũng nghe nó nói thôi chứ cũng không biết là nó bán cái này. Ủa đâu mày cũng mua làm chi? Ủa quần què nó nó không phải là nó tính đánh tao nó đứng nó chặn không được, nó bắt tao phải mua hết trăm rưỡi ấy là bắt rồi tao mày tao lớn cái thân tao. Tao cầm cái này tao đi, tao đá đụng nó cái cầu cuối nó hay lắm bà. Cái cầu cuối nó kêu là ủa gì vậy, chị vậy? Không chị ơi, giờ em phải đón khách khác. Đâu có chuyên nghiệp đón khách khác bây giờ nó đưa tao mặt quần này nó xào dữ trời. Nè 170 giảm có 20 ngàn. Cái này nó xào mày đón tao cốt mày được. Nó nói sao, nó kêu là cái gì, nhà, đầu tiên là nó nói gì, nhà sao? Nhà tiện nghi. Nhà có, rồi tiện nghi, rồi tiện nghi đâu, tiện nghi, rồi kêu nó kêu con chó. Trời ơi, trời đất ơi, nghĩ sao vậy, nhà Thái, rồi màu xanh, cái nền màu xanh. Ở nhà này, nhà Thái đó. Nền màu xanh này, tường màu xanh này. Cái màu đúng này. Hay là do hiểu lầm thôi, đây này nó kêu có người hầu, có chó đây, có người hầu, có chó luôn nè bạn. Bên trong nhà có trong nội thất, bên trong nhà có tủ lạnh luôn nè bạn. Nè, có tủ lạnh luôn. Nè. Tụi làm xanh vô cái bàn thờ các bạn. Giống như một bàn chip vậy trời, giống như một cuộc chơi. Bàn chơi có đồng hồ luôn nè bạn. Ui, full option, full nội thất bạn. Không dễ là mình. Bây giờ tự nhiên trong cái nhà có thêm một cái nhà. Tụi người ta mua cái này chi trời. Ôi, full option nhìn tinh thiệt các bạn. Dạ là do mình hiểu lầm nó chứ đâu phải là nó cố tình đâu. Ủa Vĩnh, ban đầu mày nói với tao là mày có một người quen thuê nhà này kia mà. Thì nó đăng lên Facebook, nó nói với tao là em là cho chuyên thuê nhà tất cả các loại nhà chứ nó không có kèm hình. Tao nghĩ vậy. Mà mày nói là người quen mày. Thì người quen thì tao biết kết bạn với nó ban rồi. Bây giờ tao để cái này chuyến thông minh hoài vậy. Lỗi mày á. Hả? Mày đè con đi, tao thấy đẹp, ổn mà. Mày khùng hả? Không có tóc đẹp. Mày lắp mấy cái đèn led vô nữa xong rồi tối mày lại chim để phía sau mà làm cái bánh rau sau đèn led tao mới nhớ. Được không? Ổn quá, tao thấy đẹp xong mày hay lại chim chỗ nào tao để tao làm cho. Tao đẹp. Ôi, tự nhiên lại chim chỗ nào vậy vậy? Ai mua đồ tao? Để mày lại phía sau này, xong rồi bật mấy đèn led rồi mày nó có cái điểm nhấn gì không? Tâm linh. Mày, không, không. Bữa nào mày mua nhà luôn. Thôi mẹ. Hay, tao thấy hợp lý á. Ấy là lấy cái này ổn hay hơn sẽ. Hả? Đúng rồi, cái điểm nhấn á. Cảm ơn mày. Ủa, cho mày gắn cái hình mày trong đây nè. Ôi. Hả? Tự nhiên gắn hình tao. Ôi, đừng mở cửa anh chứ. Mở cửa ra, hồi tao nuôi chim gì vô đây. Ừ, cũng hợp. Ở dưới đây có con chim cu ở dưới. Con chim hơn chim đất hay gì? Mày để cái này livestream làm background là tao nói mày hình nổi lắm. Phải không? Trời, cái điểm mở nhấn. Cửa được luôn nè bà.
Rồi giờ sao? Cái nhà này sao bà? Thôi bây giờ mày làm gì mày làm, mấy tao đi về tao mệt. Vậy nha.